Tèo 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 tèo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã tới với tập tiếp theo của series Minecraft Thành Phố Rồng. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực cực kỳ lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Lẽ ra đấy là mình chưa quay tập 2 vào ngày hôm nay đâu. Tuy nhiên đấy là có rất là nhiều bạn nói với mình ấy là thằng này ui dồi làm cái gì, kiểu gì cũng bỏ thôi. Đấy, thằng này suốt ngày câu like, câu view, đấy dẹp đi. Đấy, có nhiều bạn nói là thôi anh ơi anh đừng câu like nữa, câu like làm quái gì. Có nhiều bạn nói là chắc chắn là không đủ like đâu. Và cũng có rất là nhiều bạn kêu là anh ơi anh làm tiếp đi, em rất thích cái series này. Thì thực sự ấy là bởi vì cái tập trước nó chưa đủ 6.900 like, nhưng mà cũng rất là nhiều bạn thắc mắc, cho nên là mình làm cái clip tập 2 để giải đáp thắc mắc cho bạn luôn. Và nếu như bạn nào mà muốn có tập 3 đấy thì các bạn hãy quay về tập 1 và ấn like cho đủ 7.000 like để ủng hộ cho mình nhá. Thì mình chỉ muốn giải thích thế này thôi, là bởi vì á, mình là một YouTuber chuyên về Minecraft. Minecraft chính là thế mạnh của mình. Mà mình làm một video không được 7.000 like, trong khi đó số sub của mình đã lên tới là 1.300.000 sub rồi. Đấy, các bạn rất là thích xem. Mình biết là các bạn rất là thích xem, nhưng các bạn lại rất là lười like. Đấy, đôi khi các bạn thấy một cái gì đó hay thì mình hy vọng là các bạn hãy bấm like nhá. Bởi vì là mình làm cái này nó cũng áp lực lắm. Đây là một cái game thế mạnh của mình, nhưng mình chỉ cần 7.000 like thôi, nhưng nó không được. Có rất là nhiều người vào chửi mình, nói là ôi dồi ôi, YouTuber gì 1.300.000 sub mà không được 7.000 like nữa. Các bạn thấy mình buồn không? Buồn. Đấy, mình buồn thì mình drop series, nó là cái chuyện bình thường. Bởi vì là đường đây là một cái thế mạnh của mình, nhưng mình không đạt đủ cái chỉ tiêu mà mình muốn. Thực sự là like thì nó cũng chả kiếm được tiền, hay là like nó cũng chả làm được cái gì đâu. Các bạn nói mình câu like, đúng, mình câu like, nhưng những cái like đó nó giúp cho mình có động lực để mình làm những clip tiếp theo, chứ không phải là câu like vì tiền các bạn ạ. Các bạn hiểu không? Cái tiền đấy nó nhận được là nhờ các bạn bấm vào quảng cáo, hay là các bạn xem càng nhiều thì mới được càng nhiều tiền. Chứ cái like đấy nó chỉ là cái động lực để biết là các bạn có thích cái series của mình không. Vì thế nếu bạn nào mà muốn mình làm thêm những tập tiếp theo đấy thì các bạn hãy quay về tập 1, bấm like nhanh, ngay và luôn cho mình nhá mọi người. Ok. Đấy thì nói chung là mình cũng chỉ muốn nói thế thôi. Đấy là những cái tâm tư gọi là bình thường của mình. Còn nhiều bạn cứ nói là sao anh cứ hay drop series đấy. Căn bản là những cái series cũ nó chưa đủ like đấy các bạn. Thì mình nghĩ là mọi người không thích nữa. Và mọi người không thích nữa thì mình sẽ không làm. Ví dụ như là Công viên Khủng Long và Runacraft. Còn ở cái series này đấy, mình chỉ mong ở tập 1 được 6.900 like thôi. Còn những tập sau đấy các bạn like không, mình sẽ cố gắng làm hết nha mọi người. Còn mình cũng chả biết nữa. Đấy, khi nào mà mình cảm thấy mọi người không thích nữa thì mình sẽ nghỉ. Đơn giản thế thôi. Bởi vì là căn bản đấy, mình là một YouTuber. Và những cái điều mà mình muốn đấy là mọi người ủng hộ và mọi người xem. Mọi người thích thú với cái series nào thì mình sẽ làm càng nhiều. Đấy, bởi vì là mình làm theo số đông. Những bạn nào thích càng nhiều thì mình sẽ làm càng nhiều. Còn những bạn nào làm bạn không thích nữa thì thôi. Đấy, nó đơn giản thế thôi các bạn ạ. Đó, chứ không phải là mình làm vì tiền hay làm vì like đâu. Like thực sự nó không kiếm được cái gì hết. Nó không kiếm tiền được nhờ like. Đó, các bạn đừng có hiểu nhầm những cái vấn đề đó nhá. Đó, vì thế mà nếu các bạn mà thực sự các bạn thấy cái series này hay ấy thì các bạn nhớ bấm. Rồi thì nãy giờ là xoay quanh cái câu chuyện về like, và bây giờ thì chúng ta sẽ không để đả động với những cái vấn đề đó nhá. Thì những bạn nào mà yêu quý thì nhớ bấm like nhá. Rồi ok, và ở tập trước thì mình đã gọi là vào cái ngôi làng này, và đầu tiên thì mình chưa thấy được cái thợ rèn, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã thấy được cái thợ rèn rồi các bạn ạ, cái nhà thợ rèn đó. Và ở đấy nó có một cái con manotit gì đấy, một cái con sư tử đầu kỳ lân, sư tử bay, và không biết là bây giờ nó còn ở đấy không. À quên, ở tập trước theo như nhu cầu của mọi người thì mình sẽ game ru, bởi vì mình chơi rất ngu các bạn ạ. Mình sẽ keep inventory nha, bởi vì là mình chơi ngu quá cho nên là mình xin phép mọi người. Ủa, cái gì đây? Ba Rian. Ê, hey. Chết mẹ rồi. Dành cho những bạn nào không biết đấy thì cái con Ba Rian đấy nó giống như kiểu là con Ba Rian trong Clash of Clans đúng không nhỉ? Hay là Ba gì đấy, mình nhớ là trong Clash of Clans cũng có Ba gì cơ, và những cái con gọi là thổ dân đấy. Và mãi liên thiên quá thì lại bị mấy cái thằng kia nó đấm chết rồi, chả hiểu lý do tại sao luôn. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cái ngôi làng thân yêu giấu của mình nha mọi người. Và ở cái hang ở tập 1 ấy, nhiều bạn nói mình đấy là không phải hang rồng đâu, cái hang đấy là hang của mấy cái con người khổng lồ đấy, không phải hang rồng các bạn ạ. Và những cái con rồng nó ở trong hang thì tỷ lệ đập nó ra trứng nó sẽ cao hơn.
như bạn nói là sau khi mà mình giết được rồng ấy thì mình nên mổ bụng nó ra thì sẽ rơi ra trứng rồng. Mình không biết là cách nào để mổ bụng á. Bạn nào biết thì có thể comment ở dưới để mình biết nha. Đây, chúng ta sẽ quay trở lại với ngôi làng thân thương yêu dấu Vốn Cả Lài này. Cả tập trước với tập này thì chúng ta vẫn cứ loay hoay ở đây, chả làm được cái gì hết. Và cái con kia nó lại bay qua đây rồi anh em. Cái con kia kìa, anh không biết anh em có thấy không, mình ấn Z. Đó, anh em thấy chưa? Đó, nó đã bay qua đây, nó trú ngụ bên đây rồi. Vậy là ngôi làng bây giờ mình nghĩ là sẽ bình yên rồi anh em ạ. Hy vọng đừng có chết nữa nha. Tập này hy vọng chết một lần thôi. Chết nhiều quá thì các bạn xem cũng nản đúng không? Mình biết thừa rồi. Chính bản thân mình khi mà xem một người nào đó chết quá nhiều thì mình cũng nản. Và cái con lợn Barbarian nó lại xuất hiện ở đây. Bây giờ mình làm một cái kiếm gỗ các bạn ạ. Mày sao? Mày sao? Mày solo tay bó với tao mày. Mày sao? Mày sao? Mày sao? Mày sao? Đấm vào mặt nó. Vả. Hả? BD quyền. BD quyền nào. Vào đây solo với lại BD quyền. Chị Vũ Lít. Hey. Xem ở xung quanh cái con narcotic kia nó có xuất hiện không anh em. Để mình BD quyền vào mặt nó. BD quyền. Nào. Solo mày. Solo mày nhơn. 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 Nhơn với anh. Okay. Ui. Ui mình được 24 kinh nghiệm. Ui nó gọi hội. Nó gọi hội. Chơi dơ nha. Chơi dơ nha. Chơi gọi hội nha. Hey, em chào mấy anh Barbarian. Em không chơi nha. Mấy anh chơi vậy là không có trong sạch nha. Em không thích nha. Em đi nha. Đây, mình sẽ phải lấy mấy cái này để mình làm cái gì ta. Định nói là làm cái gì mà lại quên mất tiêu. À, làm cái giường để có thể ngủ qua ngày các bạn ạ. Và hình như là một ngôi làng nó chỉ có một hai cái đấy thôi. Ui. À đây, cái xác của mình ở tập trước này đúng không ta? Ủa? Sao? Phải không ta? Đúng rồi, cái xác của mình ở tập trước này nè. Nhưng mà tại sao nó ở đây ta? Mình không ngờ là cái xác của mình ở tập trước bây giờ nó xuất hiện ở đây. Và ở tập trước hình như là có con rồng nó bay ở trên đây thì phải. Có một bạn nhìn thấy lờ mờ có một con rồng nó bay ở trên đây. Có giường không? Nếu như mà đúng quy luật ấy thì ở trong mấy cái ngôi làng này nó phải có một cái giường các bạn ạ. Nhưng mà nãy giờ thì mình vẫn chưa thấy cái giường đâu. Và cái con kia là cái con gì vậy? Có phải là con một cái con... Ôi, ôi dồi ôi. Lại là một em Barbarian. Ê, đấm nó không, con này nó không bị tấn công bởi kiếm thì phải. Đấu phòng. Hình như là kiếm đụng vào người nó thì kiếm tự hỏng hay sao á. Dã man nhở. Ây à, các bạn ơi. Các bạn ơi. Các bạn ơi, tha cho em các bạn ơi. Trời, em còn non và xanh quá các bạn nè. Ok, mình nghĩ là mình nên đi vào một cái chỗ nào nó sáng sáng một tí để mình làm những cái thứ mà mình cần thiết. Ví dụ như là mình chặt cây. Ui, chết cha. À đúng rồi, nhưng mà vào giờ này thì rồng sẽ ngủ. Mình thử ra mình chém chết một con rồng xem. Đúng rồi, nếu mà mình không nhầm ấy thì đây chính là cái thời gian mà con rồng nó đang ngủ các bạn ạ. Và rất là một cái cơ hội rất tuyệt vời để mình có thể giết con rồng. Đúng thế. Nhưng mà trước khi mà giết rồng ấy thì mình nghĩ là mình nên leo lên trên đây. Bởi vì là cái con người khổng lồ nó có ngủ không ta? Ôi con này nó không ngủ luôn. Con cừu vàng nhá. Không biết là các bạn đã thấy con cừu vàng bao giờ chưa? Hình như là lần thứ đầu tiên mình thấy con cừu vàng hay sao đấy các bạn. Trên đây có rất là nhiều. Ui, cái gì đấy? Mình là gà, mình biến thành KFC các bạn ạ. Và mình tưởng là cái con rồng nó sẽ đi ngủ vào buổi tối chứ nhở. Nhưng mà không các bạn ạ. Con rồng ấy nó never sleep luôn. Vai trưởng. Sao tập nào mình cũng chết nhiều vậy ta? Mặc dù là mình mặc giáp các thứ à. Xịn vãi cả nồi ra. Cộng 5.82 armor này. Cộng 1.21 armor này. Nhưng vẫn phải là cái từ nhưng các bạn ạ. Vẫn bị thiêu đốt bởi con rồng. Vẫn một hit chết. Khó hiểu quá ta. Có cách nào gọi là xịn sò hơn để không bị giết không nhở? Và có cách nào để chúng ta có thể kiếm được mấy cái gì để ta có thể sống sót qua đêm không nhở? Mình muốn kiếm mấy con cừu quá. Và gặp mấy thằng này hoài luôn. Mấy này hoài luôn á. Hello baby. Mình sẽ dụ nó xuống đây. Mình là một người đàn ông thông minh các bạn ạ. Mình sẽ dụ nó xuống đây rồi mình đấm nó xuống đây nha. Hello. 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 Ủa? Hình như bọn này nó tự xuất hiện hay sao đấy các bạn. Phải không ta? Oh shit. Đông quá. Mỗi lần thấy đông đông như thế là mình lại nổi da gà. Ui con creeper. À. Mớ người ta. Bắn người. No. Mình cứ chạy trước đã các bạn. 36 kế gọi là chạy là thuộc swag ấy em nhá. Ui. Gặp mấy con lợn này thì 36 kế thì chúng ta cứ chạy là thuộc swag. Ok. Ở gần đây nó có gì hot không? Lên núi, lên núi. Lên núi. Neo núi, neo núi. À.
Đừng có bắn nữa coi. Ui một con báo à. Mình thấy ở trên đây nó hiện ra một con báo nhưng mình không biết là con báo đang nằm ở đâu các bạn ạ. Ui đấy, tự nhiên nó xuất hiện luôn ạ. Ghê quá à. Không biết là trời tối đấy các bạn có nhìn được không? Nhưng mà mình sợ các bạn không nhìn được, vì thế mình xin phép là mình keep inventory nhá. Nếu như mà các bạn mà thấy, các bạn mà vẫn nhìn thấy được ở tập sau thì các bạn cứ comment ở dưới để mình biết. Bởi vì là mình sợ các bạn không nhìn thấy gì, cho nên là mình xin phép là mình sẽ, mình sẽ tham xét đây. Đấy, căn bản là mình cứ sợ các bạn không thấy thôi, chứ có nhiều cái cảnh đẹp quá mà các bạn không thấy thì nó cũng hơi bị tệ đối với bản thân mình ấy. Mình cảm thấy hơi bị sai lầm khi mà không cho các bạn thấy mọi thứ. Có một cái răng báo ở đây. Ô, đây là cái răng của hổ răng kiếm đúng không ta? Cái này có thể bích cát lao. Cái này có thể dùng được làm cái roi. Cái roi này có thể quất vào đít. Đây là cái roi Tokuda trong truyền thuyết này các bạn. Không biết là các bạn nào nhớ cái roi Tokuda trong truyền thuyết không? Ở trong cái series gọi là Vua Khủng Long của mình đó. Úi dồi ôi, lại cái con nợ này. Con level 4 đấy các bạn. Con Makotit đấy. Không biết các bạn có nhớ con Makotit thân yêu không? Úi, nó thấy mình rồi. 45 máu nha. Hình như là mấy con này tùy máu ấy, tùy... Ui, con gì đuổi đấy. Mấy con này như là level càng cao thì máu nó càng cao. Máu nó càng trâu. Level càng thấp thì máu nó càng ít. Và hôm nay giới thiệu các bạn mình sẽ đột nhập cái tháp này. Ố, con gì đây? Từ từ. Lạc đà hả? Lạc đà. Lạc đà, mình có bắt được mấy con lạc đà không ta? Hey. Thường thì mấy con lạc... lạc đà không biếu. Làm sao để cho nó ăn đó? Mình nhớ là mình không biết là con này nó ăn cái gì á. Hey, cho nó cưỡi đi. Hình như được rồi đấy sao? Sao nó vẫn chưa? Ờ đây bạn ơi, mình nhưng mà mình không biết cho nó ăn cái gì để cưỡi đó đấy anh em. Ờ mình có thể dùng cái này để cưỡi đâu? Con này cưỡi con lạc đà bằng cái gì vậy các bạn? Chết rồi. Để mình kiếm nào. Lạc đà. Chết rồi, mình không ghi dấu được. Thôi sorry đi anh em nhá. Mình thấy là có mấy con lạc đà nhưng mình không biết cưỡi là bằng cái gì đấy các bạn. Vì thế mà bạn nào mà muốn biết cưỡi con này bằng cái gì thì các bạn cứ comment ở dưới để mình biết nha. Trời ơi. Mấy cái bản cấp cao như thế này thì mình, mấy cái bản cấp cao như là bản 1.14 thì nó mới có lạc đà hay sao đấy. Và mình có dây không nhỉ? Chói nó vào để ở góc cây để có gì từ từ thì mình sẽ sử dụng nó sau, nhưng tiếc quá nhỉ. Mình có thể cưỡi luôn à. Có tội là bye bye bé lạc đà thân yêu nhá. Hẹn gặp lại bé vào những ngày sau. Ôi lạc đà con này. Trời ơi, cu te vãi cả nồi. Tiếc quá nhỉ, mình không dắt chúng nó theo được. Mình muốn xây một căn nhà để dắt mấy con lạc đà này theo nhưng mà hơi tiếc đó. Hẹn gặp lại các bạn lạc đà vào những ngày không xa nhá. Chắc là mình sẽ đi vào cái tòa tháp mà xem. Nhưng mà đồ của mình thì nó vẫn hơi gọi là si đà. Chắc không sao, vào trong tòa tháp chắc chắn nó sẽ có đồ mới. Một bên là nước và một bên là lửa. Phải không ta? Để mình thử chạy qua nào. Bình thường thì mấy cái tòa tháp như thế này đấy, một bên sẽ là nước và một bên sẽ là lửa. Nhưng tòa tháp này nó chỉ có nước thôi chứ nó không có lửa anh em ạ. Mình thử lên chinh phục cái tòa tháp ở trên đây xem. Hello. Các bạn thấy ở trong đấy nó rất là nguy hiểm nha. Nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Bởi vì là Cái đường vào đâu rồi ta? À mình có thể đi đường này lên đúng không? Mình có thể vào từ cái đường này. Đôi khi chúng ta cũng phải sử dụng trí tuệ để chơi game các bạn ạ. Ta có thể vào đường này nhưng mà cũng có thể là không vào được bởi vì là... Ây à, hình như là có đứa đánh mình hay sao ấy. Mình sẽ lên cái tầng cao nhất và nếu như mình lên tầng cao nhất thì mình... Wow, mình nghe thấy tiếng của mấy con gì đó. Hình như cái này nó chỉ có một ô thôi, nó chỉ có một block thôi mình có thể chui vào được. Đó, mình biết ngay mà anh em. Không chui vào được rồi. Nhưng mà nếu mà đã nói là sử dụng đầu óc của chúng ta vẫn có những cách khác. Ây à, con này, ơi, con chó, ấy, sao lại bị remove rồi ta? Sao cái kiếm của mình bị remove rồi? Mày, con này máu nó bằng cái con Makotit luôn, chạy. Ồ, hóa thạch này anh em. Đấy, chính là cái hóa thạch đó, hóa thạch của khủng long đó các bạn. Gà sinh tồn, hello, sinh ra là một con gà nên tôi không thể bay. Khác với những chú gà khác, tôi được thay cánh bằng tay. Với ước mơ làm chủ thế giới, bàn tay đi khắp trời mây. Chưa được quên lời, sorry anh em. Lâu quá không hát vào đây rồi, quên con ngỡ lời luôn. Đây này. Đây là hóa thạch này các bạn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đào những cái này để chúng ta hồi sinh những con khủng long thân yêu giấu của chúng ta. Đó là thành phố rồng vậy thôi chứ đi tìm mãi không thấy con rồng nào thì cũng hơi toang. À để mình xem mình đang đứng ở đâu nào. Ở trên đây sẽ là có một ổ rồng. Vậy là mình đang đi khám phá cái vùng mới luôn đấy các bạn. Khu đẹp ghê luôn.
kiểu mình thích cái shader này phết ấy. Cái shader là chính là cái shader Pixelmon của mình đấy các bạn. Và cho những bạn nào không biết thì chính xác, cái shader là chính là cái shader Pixelmon truyền thuyết mà chúng ta đã từng chơi. Mình muốn vào tòa tháp quá, nhưng mà trong người mình không có gì. Ôi được rồi, mình có cách rồi, mình có cách để vào tòa tháp rồi. Mình rất là thông minh các bạn ạ, các bạn biết đấy, mình là một chú gà thông minh. Vì thế là mình luôn luôn biết cách để vào những cái tòa tháp, mặc dù nó rất là khó khăn, nhưng mà với Vũ thì không có gì là khó cả, bởi vì Vũ rất là thông minh các bạn ạ, Vũ não rất to. Ok, và bây giờ mình sẽ làm một cái đặt cái bàn chế tạo đây đã. Ok rồi, rồi đây, và à không phải, làm cái rìu chứ. Ok đấy các bạn, thấy bây giờ mình chế tạo cũng rất là nhanh, chơi game nhiều quá bây giờ nó quen tay ấy các bạn. Mặc dù là lâu quá không chơi, nhưng mà chơi lại thì kiểu đây là một cái game gọi là gắn bó với cả trưởng luôn, cho nên là nó chơi nhiều nó cũng quen tay thôi, ai cũng thế cả. Ui tòa tháp này cao thế, sao cái tòa tháp hồi nãy mình thấy nó thấp lắm mà nhở, sao hình như là tùy tòa tháp hay sao ạ. Mình sẽ bây giờ mình sẽ có một cái rất là thông minh, mình sẽ đi từ tòa tháp cao nhất xuống đấy, à, đi từ tầng cao nhất xuống dưới tầng thấp nhất, đấy là gọi là cách đi của những người thông minh các bạn ạ. Còn những người khác đi như nào thì mình không biết, không biết là trên tầng trên cao nhất nó có boss hay không. Như ở bên Hexit ấy, là ở trên tầng cao nhất nó sẽ có boss, nhưng mà mình nghĩ ấy, là tầng cao nhất ở cái tháp này sẽ không có boss đâu, bởi vì mình đoán vậy. Còn nếu mà tí nó có thì mình lại chạy thôi, có cái gì đâu, đúng không nào anh em. Đây rồi. Ui tòa tháp này cao thực sự luôn các bạn, hay là mình quay trở lại với tòa tháp hồi nãy nhở. Tòa tháp này cao quá đê, mà mấy tòa tháp khác thì nó cũng khá là xa tòa tháp này. Mình chỉ sợ là mình với tương đây thì mình không đủ để lên trên nóc thôi, vì thế mình sẽ đào thêm một ít nữa ha, đào thêm một ít nữa, sau đó là mình sẽ leo lên nóc sau, à nóc chết rồi, leo lên nóc sau, bởi vì mình đã keep inventory đấy, cho nên những cái vấn đề mà lỡ mai mình lên đấy mình có loot được cái gì á mà mình có chết á thì cũng không sao, đúng không. Ok và ok rồi, yes, bây giờ mình sẽ đào mấy cái này. Ok, cứ đào cái đã, đào hết cái đống này đã, tính gì thì tính. Ok ok, à hả, à hả, và à hả, đó 100 mấy chắc là sẽ thừa. Ui té thế này có chết công cơ chứ. Bắt đầu leo này anh em, mình sợ lên đấy có con boss này gì đó là mình sẽ chết tươi luôn đấy các bạn, bởi vì là mình chỉ còn 5 máu thôi. Đó, mỗi tầng sẽ chúng ta sẽ nghe những cái tiếng khác nhau của những con quái. Đó, có cả tiếng lava đó này. Hello. Đừng nha. Sắp tới đấy chưa? Ui xa lắm các bạn ơi, trời cũng sắp bắt đầu tờ mờ tối rồi. Đó, hồi nãy mình mà xài 64 cái chắc là không đủ đâu. Mình đào thêm 50 mấy cái nữa thì chắc là đủ luôn ạ. Ấy, hello. Có gì ở đây? Ui có dương. Đó. Có nhẫn. Có dây chuyền. Có nhẫn anh em ạ. Ok, đeo được cái quần và què vào. Cái dây này sao? À, bên đây có chỗ để cái nhẫn anh em ạ. Đây, nhẫn này. Ơ nhờ. Ok. Là sao ta? Mình không hiểu mấy cái này để vào đây là tác dụng là gì, nhưng mà mình cứ đeo vào. Mình đang sử dụng một cái high ever item, nó sẽ không cung cấp cho mình những cái thứ mà mình cần đấy sao ấy các bạn. Vậy là mình đang sử dụng những cái, à cái này cần level 2 hay gì này mình cũng không hiểu lắm. Mấy cái này là mấy cái đồ cùi các bạn ạ, cộng 2 đam và cộng 3 Fortune. Cái này thì cộng 2 đam và 2 trí thông minh. Ui mình khôn quá rồi, mình cần gì cái này nữa anh em. Thông minh vãi cả nồi, Vũ lít ra rồi thì cần gì này nữa. Gậy à. Gậy. Ui cái gậy này nhìn ngon thế, bắn trưởng à. Cái này làm gì ta? Ờ, mấy cái này mình không sử dụng được. À, cái này như mình phải chọn hệ pháp sư hay sao đấy. Mà ở tập 1 mình đã chọn hệ Guardian rồi, đúng không ta? Cho nên mình không xài được cái này hay sao đấy các bạn. Ủa cái này hệ Legendary luôn, mà hình như mình không xài được rồi. Mấy cái này dùng để làm gì ta? Đi xuống đây nào, hy vọng là... Oh shit. Trời ơi,
xung quanh toàn là lava. Vãi cả nồi. Chưa rồi, mình nên các bạn nên nhớ một điều nha. Wow. Xung quanh toàn lava. Wow. Dã man. Đi xuống nào. Mình muốn xuống xem ở những cái tầng. Ui. Wow. Trời ơi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Toàn tháp và toàn lava thôi. Nguy hiểm vãi nồi. Ờ nhưng mà nhìn xuống đây là hết rồi này. Wow. Xung quanh anh toàn là nước. Ê. Ê, từ từ. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Dưới chắc là toàn lava. Buồn cười nhỉ anh em nhỉ. Chỗ thì toàn lava, chỗ toàn nước. Hình như là nó muốn thử tài bách cua của mình hay sao á. Bách cua, bách cua. Bắt cua nào. Bước bách cua. Ồ, anh em thấy chưa? Đỉnh cao, đỉnh cao. Hụi. Ui, ở ngoài trời tối rồi. Dưới đây là chắc là toàn nước thôi. Ui không. Đây là cái mê cung hay sao các bạn. Cái tòa tháp này kỳ dị quá ta. Nhưng mà hình như là... Ui ôi. Đại ca ơi. Ui. Hello. Hello. Hai em. Hai em anh nghe. Hai em anh nghe. Mình hơi bị xúc động các bạn ạ. Mình muốn đào ra xem ở kế bên kia nó có gì không. Ui. Ê. Ui. Bách cua. Hay quá, tí rồi té. Và mình muốn đi qua bên đây. Hình như là sát bên đây thì... Sát bên cái tòa tháp này nó sẽ... Một bên là sẽ có nước đó các bạn. Ui. Đó. Mình sẽ làm một cái dương. Đó. À không phải làm cái dương mà mình sẽ làm một cái cúp. Đúng. Để mình đi xuống. Ok, mình sẽ đào cái đường này đi xuống để xem rồi. Ở ngoài đây xem đường nó như nào. Đó anh em thấy chưa. Nếu bây giờ mình nhảy xuống dưới là ở dưới chỉ có nước thôi. Hello. Cái gì vậy bạn. Hey. Ai vừa nhảy xuống chết vậy. Mình không biết nha. Đó không phải là lỗi của mình nha. Nào và 3 2 1. Tuyệt vời. Nhưng mà cái này mình xài như nào ta. Hình như là mình chọn nhầm hệ rồi. Làm nào để chúng ta có thể đổi qua hệ chiến binh và sáng cái kia ta. Mày nhơn này. Cái này như là... À, mình hiểu rồi. Những cái nào ấy mà nó không đúng với lại cái class của mình nhá. Hay là nói là cái hệ của mình nhá. Thì nó sẽ bị mất các bạn ạ. Như kiểu là nó sẽ nhanh hỏng hơn gấp mấy lần đấy. Của... Hay nhở. Hấp dẫn. Ok, và chắc là tập này mình sẽ làm nó ngắn thế này thôi. Mình nghĩ là tập này nó cũng hơi ngắn. Nhưng mà mình nghĩ là vậy là ok rồi. Và có lẽ là mình sẽ dừng cái clip tập 2 ở đây. Và các bạn đừng quên là từ bây giờ tới thứ hai, nếu như clip tập 1 mà không đủ 7.000 like thì mình sẽ rất là tiếc là mình sẽ phải tuyên bố là mình sẽ dừng cái series này lại ở đây nha. Mặc dù là 2 tập rồi nó vẫn chưa có cái quái gì hết. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng. Cố gắng. Còn bây giờ thì bye bye.